Chào em, xin chào anh chị đã xem kênh của bên em ạ. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị về cái mô hình khởi nghiệp nhân giống và chăm sóc thú cưng nhé. Hiện tại bên em đang cần mở rộng thị trường đối tác cho anh chị có thể là nuôi và chăm sóc thú cưng. Hiện tại thì với số vốn tầm khoảng anh chị em nào có số vốn tầm khoảng 25 triệu. Với 25 triệu thì bên em sẽ cung ứng cho anh chị là hai con giống Golden, Alaska hoặc là Corgi. Mình có thể chọn hai con giống để mình khởi nghiệp nhá. Đấy, bên em sẽ bao tiêu đầu ra một bé chó con, bên em sẽ thu mua lại từ 4 triệu đến 6 triệu một bé nhá. Đấy. Với số vốn này thì anh chị rất là khó để có thể là phát triển mô hình chăn nuôi cao cấp. Nhưng mà với số vốn này, anh chị em nào đang có với số vốn dao động tầm khoảng 25 triệu đồng thì hãy liên hệ em ạ. Em sẽ chuyển giao công thức, kỹ thuật nuôi và chăm sóc thú cưng, nhân giống thú cưng cho anh chị ạ. Với 25 triệu chỉ cần anh chị sẽ sở hữu hai con chó giống. Với hai con chó giống này thì chỉ cần sinh chó sinh sản một lứa thôi. Chỉ cần một ổ chó con đầu tiên thôi anh chị đã thu hồi vốn rồi. Đấy, bên em sẽ thu mua lại trung bình từ 4 triệu đến 6 triệu cho một con chó con. Đấy, từ 4 triệu đến 6 triệu cho một con chó con. Mỗi một ổ bình quân như tụi này đẻ sinh sản thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 bé cho đến 8 bé. Thường thường nó sẽ đẻ từ 5 bé đến 8 bé cho một ổ chó con. Thì mình lấy trung bình là 6 bé đi. 6 bé một ổ thì 6 bé thì trung bình bên em đã thu vào là 30 triệu rồi cho 6 bé rồi. Cho nên là ổ đầu tiên thì anh chị đã thu hồi vốn rồi. Cho nên đây là một trong những mô hình cũng rất chi là hay. Nếu mà anh chị nào mà không có diện tích rộng, diện tích nhỏ thì có thể nuôi dòng Corgi. Diện tích mình thoải mái hơn một tí thì mình nuôi Alaska hoặc là Golden. Đặc biệt Alaska, Golden thì đẻ rất chi là sai. Sức khỏe thì cực kỳ vô biên luôn, sinh sản thì dễ nữa. Cho nên là anh chị nào có tầm 25 triệu, tài chính 25 triệu mà khởi nghiệp, muốn khởi nghiệp nuôi chó thì liên hệ em ngay nhé. Em sẽ tư vấn cho anh chị, để lại thông tin nhé. Anh chị comment phía dưới để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn cho anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem tin rất là nhiều. Đấy, đây là mô hình trang trại bên em. Bên trang trại bên em thì đã được thành lập hơn 6 năm rồi. Đấy là doanh nghiệp uy tín hẳn hoi, bên em là hợp tác xã chăn nuôi. Hiện tại em đang muốn mở rộng thị trường cho nên là sẽ tuyển các hộ nhân giống liên kết. Các anh chị hộ nhân giống liên kết thì chỉ cần để lại thông tin, em sẽ gọi điện, em sẽ tư vấn, trao đổi cho anh chị thêm nhé. Đấy, chó nhỏ có, chó to có, dòng nào cũng có. Anh chị nào có vốn cao hơn thì lại càng tốt, thì càng dễ lấy lại vốn nhanh hơn nhá. Đấy, bên em thì chó giống trưởng thành cũng có, mà chó giống chó nhỏ cũng có luôn. Cho nên là với tầm tài chính 12 triệu rưỡi, 25 triệu và cao hơn nữa thì cứ liên hệ bên em nhá. Em sẽ giúp anh chị chọn một con chó giống phù hợp với tầm tài chính của anh chị. Và anh chị nuôi nó rất chỉ là đơn giản, không có gì khó cả. Đấy, em hướng dẫn kỹ thuật thì cực kỳ dễ luôn, không có gì khó cả anh chị nhá. Anh chị chỉ cần làm cái chuồng thôi, mình chỉ cần làm cái chuồng nhỏ bé bé thế này thôi là mình đã nuôi sinh sản được rồi anh chị ạ. Cho nên là cực kỳ đơn giản nhá. Đây, anh chị chỉ cần thiết kế cho em cái lồng thế này thôi là mình đã có thể là nuôi chó sinh sản, nhân giống sinh sản được rồi. Đấy, anh chị nào để lại thông tin đây, để lại thông tin số điện thoại em sẽ tư vấn nhiều hơn và cụ thể hơn nhé. Cảm ơn anh chị đã xem tin rất là nhiều.